Alo alo, tối mai chủ nhật từ 7 giờ đến 9 giờ dưới đây có đại nhạc hội ánh sáng tưng bừng luôn nha. Cả nhà nhớ đi nha. Hôm nay vô tình đi thể dục lại gặp cảnh này cả nhà ơi. Lễ hội ánh sáng. Họ đang chuẩn bị để ngày mai, chiều ngày mai từ 3 giờ đến 8 giờ chiều ngày mai là sẽ diễn ra cái lễ hội này. Chiều ngày mai là chiều chủ nhật đó. Wow, có vẻ lớn quá ha. Trời ơi, hôm nay mình đi thể dục mình lại biết thông tin này để ngày mai mình sẽ cố gắng tham dự. Mới hỏi cái anh trong ban tổ chức cho rõ thì là chính xác là ngày mai từ 7 giờ đến 8 giờ tối ngày mai chủ nhật sẽ là lễ hội ánh sáng và âm nhạc các vũ điệu. Wow. Giờ mình sẽ quay cái không khí chuẩn bị nè. Trời ơi, nhạc Sơn Tùng có vẻ ở Việt Nam mình chuộng lắm cả nhà. Đó, đang mở nhạc Sơn Tùng đó. Wow, mát quá. Cảnh quan xung quanh nè. Công viên Vinhome Strand Park quận 9. Cái này là vô máy là nó hơi nhòe do ánh sáng chiếu quá, chứ bên ngoài nhìn đẹp lắm cả nhà. Bên ngoài nó hiệu ứng, nó nhìn lung linh luôn. Chỗ này là lấy ý tưởng Garden by the Bay giống như là Singapore á. Buổi tối nhìn nó đẹp hơn là ban ngày. Buổi tối nhìn nó lung linh, nhiều màu sắc. Đó, ngay cái cổng vào là có cái bảng thi to nè. Hôm nay mới có tập dượt chương trình thôi á cả nhà. Wow. Giờ giống như là ban tổ chức đang chạy chương trình tập dượt trước khi chính thức diễn ra. Rộng ơi rộng á. Wow. Tối mai mọi người nhớ ghé nha. Wow, nhạc có vẻ dữ dội nè. Sài Gòn đẹp lắm, Sài Gòn ơi. Nghe bài này nôn nao á. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
cuối tuần này thấy quá trời lều luôn, nhìn giống như là cắm trại trên biển vậy đó. Chỉ là vài hình ảnh về tập dượt chương trình ngày mai mới thật sự là bùng nổ đó cả nhà. Hẹn gặp lại cả nhà vào tối mai ngày 20 tháng 3 từ lúc 7 giờ đến 9 giờ tối nha. Xin cảm ơn cả nhà rất rất nhiều và xin hẹn gặp lại.